Kính thưa quý vị, bởi nhận thấy cõi đời hạo quên sắp đến ngày tàn hoại, nhân sanh phải trải qua cuộc tan thương biến đổi. Vì lòng từ bi, Đức Phật cùng chư Bồ Tát không thể lặng nhìn trước cảnh nhân loại đang gánh chịu quả đau thương tan tóc. Do nhân tham ái của loài người gây tạo, cho nên các ngài ai liễu đạo nơi quốc độ nào cũng trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Bởi lẽ đó, sau ngày khai đạo khoảng tháng 6 năm Kỷ Mão, Đức Giáo Chủ Hạ Bút sáng tác bài Lộ Trúc Cơ. Chương trình diễn ngâm thi văn sẽ do các độc giảng viên thực hiện như sau. Nguyễn Thị Phương. Đời cùng tiếng Phật hạ phàm gian. Phan Văn Tùng. Cơ thâm quả diệt từ đây con. Nguyễn Thị Phiến. Ê gì tiếng trọn ấy muốn khuyên đời. Bùi Văn Năm. Kim Sơn xem thấy lòng tha thiết. Kính diễn ngâm. Nam mô A Di Đà Phật. Trần thế lợi danh ơi giấc mộng. Đời cùng tiếng Phật hạ phàm gian. Thời ai tâm trí mau tầm đạo. Tầm đấng hiện từ cứu thế gian. Khắp trong ba tánh kề cánh khổ. Đạo đức hiền lành kiến tiền bàn. Tiên địa minh vị đạo. Thập bát chư hầu lụy há khang. Đạo lý tầm sâu sâu chẳng càng. Đời cùng lý loan khắp chư ba. Thương hại tan điền ác chẳng yên. Thiên địa diệt gian vì thiện riêng. Cơ thâm quả diệt từ đây có. Bộ máy thiên cơ ác đạo quyền. Tức khởi nhị niên dài tiền đình. Quần lai thượng cổ mới bình yên. Điên núi vàng
đời nói rõ việc lầm than. Khuyên trong lễ tướng mau mau tình yên trí nghĩ suy biết đã vàng mà đời lầm lạc lắm đời ơi. Đạo đức nhuốc nhớ mà sao đặng tình giấc mau mau mới kịp bi đồng từ tâm gọi mấy lời chúng sanh nam bắc lười tuôn rơi kim sơn xem thấy lòng tha thiết mà còn nhiều lắm chúng sanh ơi. Nam Việt cuối loạn dài dằm giặc nhưng ấy chẳng qua tài lẻ trời. Đạo hành quyền cơ khuyên đo kim chẳng vậy sao này khó thành cô ngữ hằng ghi ơi thầm khổ đau tận diệt nhân gian trực tiến khoa lão giả hậu quê đành về thiền là Tây phương ơi trở gót qua xa đàn thương xót nam kỳ lại đòi thấy xóm làng thêm bắt chăng yêu đời mê mồi luôn bầm gan thiên trước tòa sen có chỗ ngồi xuống trần chẳng dùng chốn cao ngồi khắp trong sáu tình toàn giả dối xa phương tăng sư tạo việc tội thiên cơ thế giới đã biến chuyển
tư rải trần hạ lời danh trôi. Tu hành giả dối phiền khá đổi, cùng kiên trai đàn cùng nên thôi. Nam mô A Di Đà Phật.